Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít đầu giờ chiều ngày 31 tháng 12 năm 2022 kênh ghi nhận như sau. Tại khu vực Tiền Giang, mít kèm nhất từ 19 cho tới 20 ngàn. Kèm rất lớn là 17 ngàn. Kèm rất nhỏ là kèm rất nhì là 9 ngàn. Kèm rất nhỏ là 8 ngàn. Mít chợ từ 4 đến 5 ngàn đồng. Giá tại An Giang, Đồng Tháp, Long An, kèm nhất là 17 đến 18 ngàn. Kèm rất lớn là 16 ngàn. Kem nhì là 8 ngàn, kem rất nhỏ là 7 ngàn, kem mít chợ là 4 ngàn. Giá mít tại Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang, kem nhất là 17 ngàn, kem rất lớn là 15 ngàn, kem nhì 7 ngàn, kem rất nhỏ là 6 ngàn, mít chợ 4 ngàn. Giá tại Vĩnh Long, Trà Vinh, kem nhất 17, kem rất lớn 15 ngàn, kem nhì 7 ngàn, kem rất nhỏ 6 ngàn, mít chợ là 4 ngàn. Giá tại miền Đông, mít kem nhất 15 ngàn, kem rất lớn 11 ngàn, kem nhì, kem rất nhỏ 4 ngàn, mít chợ 3 ngàn. Tại Tây Nguyên, kem nhất 14 ngàn, kem rất lớn 10 ngàn, kem nhì, kem rất nhỏ 4 ngàn, mít chợ 3 ngàn. Giá kênh cập nhật cho bà con là giá thương lái mua tại vườn. Tùy theo lái, tùy theo đoạn đường vận chuyển xa hay gần mà giá sẽ có sự chênh lệch, có thể thấp xuống từ 1 tới 2 ngàn đồng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video, cũng như có thể bình luận vào kênh để trao đổi thêm. Xin kính chào!